Dạ má lại cho con. Con làm gì vậy? Con làm gì vậy? Bà chị không phải là người xấu, em đi. Con. Thôi con. Bà đâu có quen biết gì bạn đó đâu. Ông ấy nói dối. Chị cấm em nói ba chị như vậy. Ba chị không phải là người nói dối. Không ai đừng nói xấu ba chị hết. Ba chị là người tốt nhất trên đời. Em biết không? Em... Ủa anh? Em anh mới về hả? Em nhớ anh quá. Nè, em lại mãi mê với công việc nên quên ra sân bay đó anh phải không? Em xin lỗi. Sáng giờ em bận họp ở tầng trên. Nhưng mà em có dặn thằng Thắng đã đón anh rồi mà. À Hân à, nếu không còn chuyện gì nữa em về phòng làm việc đi. Dạ, chị xem lại hồ sơ dự án giùm em. Được rồi, để đây chút chị xem. Dạ, em chào chị. Anh Chính hả? Tôi muốn nhờ anh giúp tôi một chuyện. Dự án một đằng, thi công một nẻo. Các anh làm ăn kiểu gì vậy? Dạ, trong dự án này em biết em có nhiều sai sót. Mong anh bỏ qua cho em, để em có cơ hội sửa sai. Ngay từ bây giờ anh có thể bàn giao công việc của mình được rồi đó. Bậy à. Mày tưởng mày ngon lắm hả? Chẳng qua vừa hơi ông già vợ mày thôi. Mày đặt lên mặt thấp lối. Anh nói gì đó? Ôi, anh Chính à? Tao nói không đúng sao? Nếu không có già vợ của mày á thì mày làm gì có tư cách về đợi đây. Anh Chính, tôi không nói nhiều với hàng người như anh. Được, hôm nay mày dám khi dễ tao chứ gì. Tao sẽ dạy cho mày một bài học. Anh Chính, anh làm gì vậy? Giờ đó cô có sao không vậy? Cô có sao không? Tôi không sao đâu. Đi. Cô chịu đau hay thiệt đó. Đâu có sao đâu. Hồi nhỏ tôi còn quậy hơn vậy nữa. Bị té tới sức đầu mẻ trán hoài à. Chân tay chảy máu suốt. Cô lao vào làm gì? Cứ để tôi đối phó với hắn ta là được rồi. Có thiệt là anh đối phó được không? Cô đừng có coi thường tôi. Hồi còn đi học á, tôi đã đoạt giải nhất karate cấp quận đó. Trời, vậy hả? Tôi không muốn ai bị thương gì tôi. Nên lần sau cô đừng làm vậy nữa nghe. Tôi bị thương chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Còn anh á, anh có nhiều công việc phải lo cho công ty. Lỡ mà anh có chuyện gì á, công ty mà không có anh á thì không có được đâu. Cô suy nghĩ nhiều quá làm gì? Thật ra được làm việc cho công ty Hưng Gia Phúc á, là ước mơ từ hồi tôi còn sinh viên lần. Cho nên tôi cũng lo là công ty lỡ có chuyện gì á thì tôi lại bị mất việc tiền sao. Thì ra là vậy. Đây anh. Bye em. Để tôi đưa cô về. Dạ thôi không sao đâu, tôi về một mình được mà. Anh cứ về trước đi, không chị Mi đợi đó. Cảm ơn cô. Vậy thôi tôi đi nghe. Dạ em chào anh. Chào cô. Dạ. Sao đâu, bị thương ngoài da thôi mà. Mà sao cô kêu tôi diễn cái trò nguy hiểm vậy? Thiệt tình tôi không hiểu nổi luôn á. Anh không cần phải biết chuyện đó. Anh làm xong rồi thì thôi. Tiền của anh. Nghe tin ông Kho về là tôi biết trước sau gì tôi cũng bị đuổi à. Giúp cô việc này, xem như tôi có một số tiền kiếm việc làm. Bây giờ anh nhận tiền được rồi thì anh biến mau đi. Lỡ có ai thấy thì không hay đâu. Vậy thôi tôi về nha. Cảm ơn cô nhiều. Tôi thường hay tới đây. Vậy anh hay tới đây một mình lắm hả? Phải. Chỉ mình tôi với ly rượu thôi. Tôi hiểu tại sao anh lại hay tới đây một mình rồi. Cô hiểu tôi sao? Tôi hiểu tâm trạng của anh lúc này. Anh Khôi, anh đừng uống nữa. Thôi được rồi, anh uống tôi sẽ uống với anh. Cuối cùng thì tôi cũng đã tiếp cận được với anh. Để xem tôi có thể cướp được anh từ tay chị ta không. Từ nhỏ chị ta có tất cả, còn tôi thì chẳng được gì ngoài sự hận thù. Chị ta phải mất tất cả tôi mới hài lòng. Khởi Mi, tôi sẽ phá nát cái hạnh phúc mong manh mà cô đang có. Cô chờ xem. Em mới đưa anh về nhà luôn, không ngờ anh lại... Tôi xin lỗi. giờ không biết sao mà em gặp mặt chị My nữa. Hưng à, John xin lỗi. Anh sẽ chịu trách nhiệm với em. Em đừng có lo. Em không cần anh phải chịu trách nhiệm gì hết. Còn bây giờ anh hãy về với chị My đi. Anh đừng có để cho chị My biết chuyện này. Nếu không, hôn nhân của anh và chị My sẽ tan dở mất. Hưng à, anh sẽ không bao giờ để em thiệt thòi đâu. Hãy nghe anh. Hôm nay tôi pha loại cà phê mới cho anh. Đây là loại cà phê dành cho phái mạnh, vì nó rất là mạnh. Nếu anh chỉ uống một ngụm thôi, anh sẽ cảm thấy tỉnh táo liền. Anh dùng thử đi. Cảm ơn cô. Đây là thứ tôi cần nhất đó. Hôn nhân của anh và chị My sẽ tan vỡ mất. Hưng à, anh sẽ không bao giờ để em thiệt thòi đâu. Hãy nghe anh. Nhưng mà em không thể nào làm tổn thương chị My được.